Hello, Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư đã tham khảo tới kênh Nhà Đất Đắc Song của Hải Yến nhé. Hôm nay thì Hải Yến sẽ giới thiệu đến cho quý bà con, cô bác, anh chị mình cùng tham khảo một cái mảnh đất nền. Cái mảnh đất nền của mình thì nằm đối diện cái trường học như này nha các bác, trường học cấp 1. Thì Hải Yến muốn giới thiệu đến cho các bác cùng tham khảo cái mảnh đất này á, thì có cái chiều ngang của mình là 13 mét nha các bác, 13 mét. Chiều sâu của cái mảnh đất của mình là 50 mét nhé. Trên đất của bác chủ á là đã làm được 120 mét đất thổ cư rồi. Đó. Thì trên đất của bác chủ nhà là có một căn nhà quay hướng là hướng nam nha các bác. Đó. Thì bây giờ Hải Yến sẽ di chuyển để quay trực tiếp cái căn nhà cho các bác cùng tham khảo nhé. Các bác cùng xem hết video để tìm cho mình những cái mảnh đất phù hợp để các bác cùng ở hoặc là đầu tư cũng được nhé. Từ đây mà chạy ra quốc lộ 686 á, thì nó rơi vào là 200 m nha các bác, 200 m là ra đường 686. Còn từ đây mà chạy ra chợ và trường học cấp 1 với trường học mẫu giáo thì nó khá gần, nó cách tầm độ 500 m nha các bác. Trường học mẫu giáo là cách tầm 500 m, thì cấp 1 thì ngay đây rồi. Còn ra trung tâm chợ thì nó rơi vào tầm cây rưỡi số nha các bác, cây rưỡi số. Đấy, thì ở đây thì dân cư ở thì khá chi là đông đúc. Còn cái mảnh đất mà em muốn giới thiệu đến cho các bác á, là đối diện cái màn hình của em đây, là từ đây nha các bác, là chạy qua tới bên cái bờ bên kia là 13 mét. Chiều sâu của cái mảnh đất của mình là 50 mét ạ. Còn cái hướng ngược lại của mình đây là hướng đi vào trong dân cư ở nha các bác. Hướng này á thì con đường sau này nó sẽ thông thông về huyện Đắk Song nha các bác. Thì hiện tại thì bác chủ đang rao bán cho cái mảnh đất của mình với cái giá của bác chủ nhà đưa ra là 55 triệu một mét ngang nha các bác. Đó, thì tổng cái 13 mét của mình á, thì nó rơi vào tầm 715 triệu. Đó, thì bác chủ nhà có thương lượng cho các bác nào muốn có cái nhu cầu để mua cái mảnh đất của mình nhé. Để em qua trong nhà cái đó, để em làm sao. Đây là cái gian khách của mình. Thì cái căn nhà của mình thì bác chủ cũng xây nó cũng nhỏ gọn thôi. Còn đất của mình vẫn còn dư bên hông cũng khá là nhiều nhá. Đấy, mình đây là có hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ và dưới này là không gian bếp và nhà vệ sinh dưới này nha các bác. Còn không gian bên hông này thì còn khá là rộng vì 13 mét của mình chiều ngang thì nó cũng khá là rộng nha các bác. Thì bác chủ nhà là chăn nuôi gà. Và đất đằng sau này còn dư thì mình làm rau. Đấy, mình làm rau. Cái mảnh đất của mình đằng sau kia là tới cái bờ biên kia nha các bác. Bờ biên lưới ngoài đó rồi. Đó, có chiều ngang luôn đó. Mảnh đất này thì khá là vuông. Đấy, bây giờ em sẽ vào quay cái bìa cho các bác cùng tham khảo cái bìa luôn. Bác nào mà xem video mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì cứ alo trực tiếp cho Hải Yến nhé, để có những cái tư vấn nó dễ dàng hơn. Đây là cái diện tích đất của mình. Đấy. Còn đây là cái hình thù đất của mình khá là vuông. Trên này là đường, đối diện đây là trường học. Đó. Tổng cái diện tích của mình là 623 mét vuông, 120 mét đất thổ cư. Đó. Chị chém với lại đó Mỹ hết, đừng có không thấy cô mà.
Bác nào mà xem mà mình chưa có ấy được thì mình cứ chụp cái màn hình lại nhé. Mình chụp cái màn hình lại để mình đọc nó dễ hơn nhé. Còn nếu bác nào cần thì em gửi trực tiếp qua cho các bác cũng được ạ. Như đợt trước em cũng có đăng một cái mảnh đầu kia là 20 mét, nhưng mà cũng đã bán rồi nha các bác. Bán thì bây giờ chủ mua đang xây và đang làm nhà đồ đó rồi đó. Bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Em xin tạm dừng video ở đây ạ.